Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác. Có phải đi theo đường thẳng ngắn hơn đi theo đường gấp khúc? 1. Bất đẳng thức tam giác. Câu hỏi 1. Hãy thử vẽ tam giác với các cạnh có độ dài 1 cm, 2 cm, 4 cm. Em có vẽ được không? Không phải ba độ dài nào cũng là độ dài ba cạnh của một tam giác ta có định lý sau. Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại. Cho tam giác ABC hình 17. Ta có các bất đẳng thức sau. AB cộng AC lớn hơn BC. AB cộng BC lớn hơn AC. AC cộng BC lớn hơn AB. Câu hỏi 2. Dựa vào hình 17. Hãy viết giả thiết, kết luận của định lý. Chứng minh. Ta sẽ chứng minh bất đẳng thức đầu tiên, hai bất đẳng thức còn lại được chứng minh tương tự. Trên tia đối của tia AB, lấy điểm D sao cho AD bằng AC, hình 18. Trong tam giác BCD, ta sẽ so sánh BD với BC. Do tia CA nằm giữa hai tia CB và CD nên góc BCD lớn hơn góc ACD. Công thức 1. Mặt khác, theo cách dựng tam giác ACD cân tại A nên góc ACD bằng góc ADC bằng góc BDC. Công thức 2. Từ 1 và 2 suy ra góc BCD lớn hơn góc BDC. Công thức 3. Trong tam giác BCD từ 3 suy ra AB cộng AC bằng BD lớn hơn BC. Theo định lý về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác. Các bất đẳng thức trong kết luận của định lý được gọi là các bất đẳng thức tam giác. 2. Hệ quả của bất đẳng thức tam giác. Từ các bất đẳng thức tam giác ta suy ra AB lớn hơn AC trừ BC. AB lớn hơn bc trừ ac ac lớn hơn ab trừ bc ac lớn hơn bc trừ ab bc lớn hơn ab trừ ac bc lớn hơn ac trừ ab như vậy từ định lý trên ta có hệ quả sau hệ quả trong một tam giác hiệu độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại nhận xét nếu xét đồng thời cả tổng và hiệu độ dài hai cạnh của một tam giác thì quan hệ giữa các cạnh của nó còn được phát biểu như sau trong một tam giác độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng các độ dài của hai cạnh còn lại chẳng hạn trong tam giác abc với cạnh bc ta có ab trừ ac nhỏ hơn BC nhỏ hơn AB cộng AC. Câu hỏi 3. Em hãy giải thích vì sao không có tam giác với ba cạnh có độ dài 1 cm, 2 cm, 4 cm. Lưu ý, khi xét độ dài ba đoạn thẳng có thỏa mãn bất đẳng thức tam giác hay không, ta chỉ cần so sánh độ dài lớn nhất với tổng hai độ dài còn lại hoặc so sánh độ dài nhỏ nhất với hiệu hai độ dài còn lại. Bài tập. Bài tập 15. Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác. Trong những trường hợp còn lại, hãy thử dựng tam giác có độ dài ba cạnh như thế. A. 2 cm, 3 cm, 6 cm. B. 2 cm, 4 cm, 6 cm. C. 3 cm, 4 cm, 6 cm. Bài tập 16. Cho tam giác ABC với hai cạnh BC bằng 1 cm, AC bằng 7 cm. Hãy tìm độ dài cạnh AB biết rằng độ dài này là một số nguyên tính bằng cm. Tam giác ABC là tam giác gì? Bài tập 17. Cho tam giác ABC và M là một điểm nằm trong tam giác Gọi I là giao điểm của đoạn thẳng BM và cạnh AC. A. So sánh MA với MI cộng IA. Từ đó chứng minh MA cộng MB nhỏ hơn IB cộng IA. B. So sánh IB với IC cộng CB. Từ đó chứng minh IB cộng IA nhỏ hơn CA cộng CB. C chứng minh bất đẳng thức MA cộng MB nhỏ hơn CA cộng CB. Luyện tập, bài tập 18. Cho các bộ ba đoạn thẳng có độ dài như sau: a. 2cm, 3cm, 4cm. 1cm, 2cm, 3, 2 cm, 3 cm, 4 cm. b. 1 cm, 2 cm, 3,5 cm. c. 2,2 cm, 2 cm, 4,2 cm. Hãy vẽ các tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là một trong các bộ ba ở trên nếu vẽ được. Trong trường hợp không vẽ được, hãy giải thích. Bài tập 19 Tìm chu vi của một tam giác cân biết độ dài hai cạnh của nó là 3,9cm và 7,9cm. Bài tập 20 Một cách chứng minh khác của bất đẳng thức tam giác Cho tam giác ABC, giả sử BC là cạnh lớn nhất kẻ đường vuông góc AH đến đường thẳng BC với H thuộc BC. a. Dùng nhận xét về cạnh lớn nhất trong tam giác vuông ở bài 1 để chứng minh AB cộng AC lớn hơn BC. b. Từ giả thiết về cạnh BC, hãy suy ra hai bất đẳng thức tam giác còn lại. Bài tập 21. Một trạm biến áp và một khu dân cư được xây dựng cách xa hai bờ sông. Tại hai địa điểm A và B hình 19, hãy tìm trên bờ sông gần khu dân cư một địa điểm C để dựng một cột mắc dây đưa điện từ trạm biến áp về cho khu dân cư sao cho độ dài đường dây dẫn là ngắn nhất. Bài tập 22. Ba thành phố A, B, C là ba đỉnh của một tam giác. Biết rằng AC bằng 30 km, AB bằng 90 km. 20 a à, nếu đặt ở C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 60 km thì thành phố B có nhận được tín hiệu không vì sao B cũng câu hỏi như vậy với máy phát sóng có bán kính hoạt động bằng 120 km